Anh chị mặc đồng phục đây gì ạ? Dạ. Quẹo phải à? Quẹo phải đi về phía kia hay về ngành? Đi phía bên này luôn ạ. À, thế đi xuôi xuôi hướng xin được cự. Dạ đúng rồi. Cái đoạn đấy đường này thì vắng. Bé một bé bên là tàu đúng không? Có bên này có nhà. Anh nhìn qua có mấy quán đấy. Không, nhưng mà bây giờ nó làm đường giống như gì nè anh. Rồi bên đây là quán, hàng quán không có đông luôn. Đúng rồi. Bây giờ là đông lắm luôn á, hồi xưa lại không có, bây giờ đông. Đúng lâu lâu rồi, từ mấy năm nay anh đi qua đấy cũng thấy có mấy quán Việt Nam rồi. Có một quán là quán của cái gì hồi xưa mua lại hệ thống của quán gì chà, quán thịt nướng tên gì em quên rồi. Của Nhật đó. Dạ. Là người Việt Nam mua lại cái quán hệ thống đó đó. Anh chị đó hình như cũng có ba bốn quán rồi. Anh chị này á? Không phải cái anh chị mà mua lại cái hệ thống đó đó. Có qua ba bốn quán rồi. Nhiều tiền rồi nha. Kiếm được mạnh. Cái nhà này đẹp này. Đẹp như thường là cái nhà này cũng đẹp này nhờ. Đúng rồi. Trông lotion. Ngày xưa đầu tiên anh làm community là làm lotion. Anh làm có lotion. Anh làm lotion khoảng 1.5 năm. Em làm gì anh đi quán học đánh quán thôi. Không làm lotion bao giờ. À không làm community bao giờ. Ở đây quán Việt này. Quán anh chị vừa rồi anh chị bán hàng ăn đúng không? Bán vịt miền Nam. Bán vịt miền Nam đúng không? Dạ. Đúng rồi. Với anh chị chuyên thế. Lấy tên 333. Để nhớ người Nhật có tặng để nhớ. Làm quán rất nhỏ. Suy nghĩ từ A đến Z, từ khách hàng cho đến đấy. Quán ăn của cụ cũng đẹp nhỉ. Quán nhà mà chỉ có 2 vợ chồng thôi. 2 vợ chồng thôi, không có nhân viên. Thuê là thuê bài tổ thôi anh. Đúng lại là làm là chính. Làm là chính thôi. Giống như giờ dịch nữa, mình bỏ ra, mình bỏ công ra lâu rồi vậy. Nhưng mà làm kinh doanh của vừa tiệm đó, nếu mà kinh doanh to quá cũng mệt. Đúng không? Nhiều khi lo tiền nhân viên, lo các thứ cũng mệt. Cái này là cái gì ở đâu không? Chicken ấy. Barbecue á? Bên tầng sao nhỉ? Bên tầng hay gì? Anh mình đã sai. Donut. Đúng rồi. Cà phê. Ghi lại mà mong phụ cái gì với cái bé thì Donut. Donut thì ấy cao lắm. Nhà thì... chị ở trong qua cái hẻm này. Đây á? Dạ, đi vô một chút. Mấy cái hẻm này trông đẹp nhỉ, dọc cái đường này thẳng. Quán nó cũng ép bên đó. Gần cái nhà thị cũng gần đây. Gần sát bên này. Xung quanh khu này tìm cũng khó thật. Nhở? Yeah. Yeah. Cả chỗ này còn đông. Đông quá nhưng người ta không cho mở ngoài thuê, người ta đẹp lắm. Em đã tìm kỹ ở mé bên kia chưa? Em tìm hết trơn rồi á. Là cái Singapore này đó là có cái chỗ nào không thuê 2DK là em bỏ hết tất cả luôn. Không, luôn. không chọn nó cơ bộ nữa mà không. Nó đằng đấy nó là cái gì Waseda mấy cái gì Higashi mà Waseda là gần con chỉ học thôi, chỉ muốn là vừa gần cho con chỉ mà vừa gần quán nữa cho nên rất là khó luôn. Thank you.
khu này thì chủ nhà nó biết thừa người nước ngoài, quá rõ người nước ngoài. Ở đây khu này thì ít nha, nhưng mà anh lên ở đây thì chú mê thích thích một chút là Kita Shinjuku ở đây. Nhà nhóc chú nhiều lắm. Mà lỗi cái là chị không chịu. Không chịu được đấy, nó lệch, lệch hướng. Thế bây giờ tính sao căn vừa rồi? Căn vừa rồi là không chốt rồi đó. Không chốt đúng không? Chốt thật được. Biết là không chốt rồi. Còn căn không? Ai đi qua? À, sẽ nói nhỉ? Thế là... hay là một căn bao tiền ta? Không, mình có mà. Ông nhóm nọ ông bảo ông siêu bảo em. Không. Quá nhỏ. Không phải, ngay đối diện căn này luôn. Đối diện căn này 30 giây. Cái căn nhưng mà anh sợ căn này. Nhưng mà căn này có một phòng thôi, không có đủ. Thì căn này đắt tiền. Căn này là anh với ông ấy đi hôm ông ấy dẫn anh đi để ông bảo là căn này là công ty mua rồi. Căn này chắc anh nói có đó nhưng mà phải 20 mấy 30 năm. Thế chắc căn đấy rồi. Căn đó có nhưng mà mắc tiền. Nhưng mà căn đấy sao nhỉ? Căn đấy nó dùng cái văn phòng là chính nhưng mà căn đấy ở cũng khó. Bởi vì là nó không có cái chin đàng hoàng đâu. Công ty mua luôn rồi. Thế anh bảo nếu mà ở nhà công ty mà ông ấy như công ty mua xong là để định chia cái phòng đấy ra các cái ngăn nhỏ nhỏ để cho các công ty khác thuê kiểu làm văn phòng đại diện mấy man một tháng ấy. Ở nhiều công ty người ta cũng không có tiền, người ta chỉ gọi là đặt văn phòng đại diện ở Tokyo này, có văn phòng thôi. Công ty em nói là nó 3 lầu luôn. Nhưng mà nó là vừa đất vừa nó 4 công ty rồi. Thì cái thô cổ không có chi nhánh ở Tokyo thì nó lấy dưới cái phòng học đó, trên danh nghĩa là văn phòng. Mỗi tháng sẽ trả cho nó bao nhiêu đó, thì nó thật sự ra không phải. Thì không phải, không dùng đến quân. Không có gì. Phải là mượn. Mỗi tháng học thôi. Hai cái quán của chị là đi hướng này. Anh nhớ. Cái đường to luôn này đúng không? Bên kia là không có cái nhà gì, thì có cái đối đường tàu thôi. Đây ông dọc cái đường này đúng không? Bên vỉa hè này đúng không? Đó. Rồi, anh hiểu. Đi qua đường luôn em ấy. Ô. Từ. あれ、何時頃確認って取れますかね。はい。